Xin chào tất cả mọi người. Quý bác Giang hôm nay xin giới thiệu với tất cả mọi người ba đầu máy hàng Honda và Yamaha để mọi người có thể tham khảo qua những cái cục máy như thế này nhá. Hôm nay thì em sẽ lên ba cục máy thôi. Một cục máy WEA, cục máy Sirius và một cục máy WEA 110 đời cao 2022 nhá. Để mọi người có những cái cục máy này thì đều có mã số và giá tiền rồi. Để mọi người ứng dụng lắp vào xe của mình phù hợp thì mọi người liên hệ trực tiếp ba số điện thoại nhá. Quý bác Giang 0364011683, 0983198883 và 0915198883 nhé. Và không để mất thời gian thì em sẽ vào luôn chi tiết từng con máy. Để mọi người theo dõi kênh bằng cách đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Mọi người cần những cái dòng sản phẩm như thế nào, mọi người có thể comment bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và đầu tiên thì giới thiệu cho mọi người đây là một cục máy WEA, rồi WEA 110 đời 2022. Cũng từ rất lâu rồi em mới về được một cục như thế này. Cục này thì em để nguyên bản. Đấy, tháo xe xuống, chưa xịt rửa, chưa vệ sinh gì hết. Hàng mộc, cọp, zin. Cốt tải đây, em quay chi tiết cận cảnh này. Nó đạt gần như 100% rồi. Máy gần như mới. Đời 2022 lên là con này đi rất ít, chỉ là ít. Thích hợp các bác về lắp vào dòng xe của mình nó kém rồi, ví dụ dòng hơi 110 đầu bò 4 ốc, đầu bò vuông như thế này nhá, đầu bò 2 ốc có thể lắp được hết. Các dòng máy 110 ví dụ như ở đây thì mọi người có thể thay thế cho các dòng xe máy WEA, WRS hoặc là WRX, phân khúc 110cc là có thể thay thế được hết. Cái cục máy WEA 110 2022 này thì có mã số là C6, giá 6,3 triệu. Giá này thì em cũng có giảm một chút thì cho các bác làm 100.000 về các bác thay dầu, đổi nhớt. Chất máy thì toàn bộ là máy zin hết. Quay cận cảnh chi tiết phần côn này, vách giữa này, phần điện này, máy zin 100%, hàng VIP Pro ấy. Đây, phần đầu bò hơi vẫn còn nguyên bản nhá, chưa một vết đụng cờ lê. Hàng zin mộc. Phụ kiện đi kèm máy thì sẽ đủ, có bộ chéo khí này, hàng Kenhin, hay còn nói bình xăng con đấy, rồi cần đạp biển số, lọc gió, coi e này, cần đạp số và dàn điện IC xịn nhá, gần như mới này. Ok mọi người xem cục máy này, chốt được cục này liên hệ cho em nhá. C6 giá 6,2 triệu bao ship. Tiếp tới giới thiệu cho mọi người đây một máy hàng Sirius. Con này đời nó mã đầu bò của nó là IV46, từ đó đời khoảng tầm 2018-2019. Con này có mã số là C7, giá 4,5 triệu. Quay qua một vòng cho mọi người xem về cái phần chi tiết ngoại quan của máy. Đầu bò IV46. Chất máy thì con này đến cái tầm giá như thế này thì máy zin ngon hết nhá. Con này thì nó đã được lắp thêm những cái con ốc bao ngoài này, rất chìa đẹp. Còn chất máy bên trong chưa đụng chạm gì nhá, máy zin nguyên bản. Quay cận cảnh chi tiết phần đầu bò và hơi, máy chưa đụng chạm, chưa một vết cờ lê. Nước sơn còn khá đẹp, đời 2019. Cốt tải thì con này đạt đến 95%. Con này thì chất máy đây là phần vách giữa chìa chẻ này, côn zin, điện zin này. Đấy, nước sơn bên côn này còn khá là đẹp. Đầu bò hơi đây. Phụ kiện con này thì sẽ bao gồm có cần đạp, cần số chế và dàn điện. Dàn điện thì những cái con đời cao, đời 2019 này thì nó là IC ngắn nhá. Dàn điện còn khá là mới. C7 giá 4,5 triệu. Phụ kiện đủ. Tiếp tôi giới thiệu cho mọi người đây một cục máy hàng WEA máy chạm. WEA máy chạm nhá. Đây em quay chi tiết cho mọi người xem từng góc cảnh của máy này. Con này thì mã của nó là C8 giá 3,7 triệu. Con này thì nó chạm những cái gì ạ? Nó chạm thứ nhất là phần côn và hơi là chạm. Còn vách giữa là chưa chẻ. Thích hợp cho các bác về lắp vào các dòng xe máy WEA zin, xe chạy chợ hoặc là những cái động cơ của anh em kém rồi thì anh em có thể thay thế dòng này được.
nó sơn những cái tầm giá như thế này thì nó không thể nào nó đẹp như máy tầm 5-6 triệu được, nhưng mà để phải sử dụng thì anh em có thể tham khảo qua dòng này là chạy ok, về gác lên là chạy thôi, máy nổ êm không khói không ngú. Mã đầu bò của nó là HPN17, ta chi tiết ốc rồi còn khá nét, máy khô ráo sạch sẽ, máy nổ êm, hơi của nó là cái M9 đầu bò HPN. Còn bên điện đây nó sơn bên này nó hơi kém tí, nhưng mà chất máy này về cơ bản là máy ngon, nổ êm. Máy chạm thì nó được cái phần vách giữa là vách giữa chưa trẻ này. Đấy, giá chìa tốt nhá. C8 giá 3,7 triệu, có bơm 100.000. Và các bác thay dầu. Phụ kiện con này thì sẽ đủ quần đạp số và chế khí. Mã C8 3,6 triệu nhá. Để mọi người tham khảo qua những cái cục máy như thế. Chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại cho mình nha. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp nhiều sản phẩm khác nữa. Ở đây thì có máy các dòng máy Honda 100 này, máy Way 110 này, Sirius, rồi các dòng máy CD và nhiều cái sản phẩm khác nữa. Thì mọi người có thể đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em. Xin chào tất cả mọi người.